Thầy Dương rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tổng hợp của Vui Cùng L34 tập phim may mắn. Những tập phim may mắn được chọn trong tuần qua đó là từ tập 17 cho đến tập 20. Trước khi đến với danh sách những khán giả trúng giải trong những tập phim này, hãy cùng Thầy Dương điểm qua đáp án nhé. Trong tập 17, mộng tưởng lớn nhất của Hoa Dung là gì? Chúng ta hãy cùng xem đáp án nào. Dung cô nương, có lẽ cô ấy muốn trở thành một nữ hiệp hành hiệp trượng nghĩa. Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Đó vẫn luôn là mộng tưởng của cô ấy. Trong tập 18, ám ngữ trong bài thơ Kim Dật Văn tặng cho Hoa Dung có ý nghĩa gì? Hãy cùng xem những câu thơ này có ý nghĩa như thế nào nhé. Quỳnh coi, trên thanh sơn tự một nhành trúc, đó chính là chữ đợi. Thiên Nga còn đậu, chim bay mất. Trong chữ Nga bỏ đi chữ chim, vậy là chữ tôi. Không được lão đại, ám ngữ của bài thơ này chính là đợi tôi đích thân nói yêu cô. Hả? Trong tập 19, ai đã thủ tiêu Tam Tiễn? Hãy cùng xem đó là nhân vật nào. Tam Tiễn thất thủ, thuộc hạ đã giết hắn diệt khẩu. Không sao. Vua cướp biển Tần Thượng Thành quả nhiên là nhân vật đáng gờm. Nhưng mà đối với hắn, ta càng lúc càng hứng thú. Kim Phúc à, đã tới lúc phải loan tin tức cho người trong thiên hạ đều biết một nửa viên đá bạch ngọc đang ở Mộng Điệp Sơn Trang. Trong tập 20, trên đường lên Mộng Điệp Sơn Trang, nhóm người của Tần Thượng Thành đã gặp gỡ vị cô nương nào? Hãy cùng xem nhân vật ấy là ai nhé. Cô cũng muốn lên Mộng Điệp Sơn Trang tìm đá bạch ngọc sao? Xưng hô thế nào? Ta là Tiểu Điệp. Hôm qua ta theo cha cùng lên đường tới Mộng Điệp Sơn Trang, khó khăn lắm mới vượt qua được mê trận, kết quả rơi vào bẫy đá lớn này. Xin chúc mừng những vị khán giả đã nhận được giải thưởng 200.000 đồng của chương trình. Mời các bạn liên hệ với fanpage Long An TV, đài phát thanh và truyền hình Long An hoặc là gọi điện đến số 02723 821 890 để nhận giải. Xem phim mê say, nhận quà ngay cùng tập phim may mắn. Quý khán giả có thể quét các mã QR đang hiển thị trên màn hình để đến với các kênh thông tin chính thức của truyền hình Long An.